Khi trời còn chưa sáng hẳn, chị Nguyễn Thị Hương Giang, nhân viên phục vụ của tuyến xe buýt số 146 thuộc Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội đã có mặt tại điểm đón trả khách tại ga Cát Linh để dọn dẹp, vệ sinh phương tiện sạch sẽ, chuẩn bị đón những hành khách đầu tiên di chuyển trên tuyến. Trước khi mỗi chuyến xe, chúng tôi thường lau dọn sạch sẽ xe, lau các ghế ngồi và các tay cầm để phục vụ hành khách được một cách tốt nhất. Niềm vui lớn nhất là mình đã hoàn thành được nhiệm vụ và an toàn trên chuyến đi, được nhận từ những lời cảm ơn từ khách hàng ạ. Đồng hành cùng với chị Giang trên chuyến xe hôm nay là anh Nguyễn Ngọc Long, một lái xe trẻ của tuyến 146. Trong quá trình công tác của mình, di chuyển qua nhiều cung đường của Hà Nội, anh Long có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mình làm được hơn một năm rồi, năm rưỡi. Kỷ niệm nhất là vừa rồi trận bão ra ghi. Đang chạy, anh em đang hoạt động được nửa ngày thì phải tất cả phải chú bão ấy, cây đổ ấm ấm ấm, tại mình toàn đi trong phố cổ mà. Nên vui là mình đưa người ta đến nơi về đến chốn. Như buổi sáng thì con sở đi làm thì người ta kịp giờ làm, cho học sinh đi học, thì mình thấy là mình vui rồi. Thưa quý vị, là với thời tiết thất thường như ở Hà Nội hiện nay thì có lẽ là việc di chuyển bằng xe buýt sẽ là sự lựa chọn vô cùng thuận tiện cho người dân. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại nhà ga Cát Linh, cũng là điểm đầu của tuyến xe buýt số 146. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi trải nghiệm trên tuyến xe buýt số 146 này nhé. Chị Nguyễn Thị Lan nhà ở Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Vì chỗ làm ngay gần điểm trung chuyển xe buýt Long Biên nên chị đã lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Tôi thấy đi cái này bây giờ nó rất là văn minh và lịch sự. Thứ hai nữa là mình cũng không ngại về cái vấn đề tắc đường. Mình cảm thấy không mệt mỏi, không say xe. Các bạn ấy cũng tạo cho mình một cái niềm vui, mình phấn khởi. Chính vì sự thuận tiện, chi phí đi lại rẻ, nên xe buýt hiện nay luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các bạn học sinh, sinh viên. Chị Loco Terracia đến từ Pháp, là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Từ khi sang Việt Nam du học, xe buýt luôn được chị lựa chọn để di chuyển đi khắp thành phố. Tôi cảm thấy đi xe buýt này rất tốt và thoải mái, không quá đông đúc nên tôi có thể ngồi trên xe và nghe nhạc, ngắm cảnh. Tôi cũng chưa bao giờ phải phàn nàn về tài xế hay phụ xe ở đây. Không chỉ thu hút được phần lớn học sinh, sinh viên và người lao động, hiện nay những người cao tuổi cũng cảm nhận được tiện nghi, thân thiện và an toàn của xe buýt, nên đi bất cứ đâu họ cũng lựa chọn xe buýt để di chuyển. Được phục vụ tận tình, chu đáo của nhân viên bán vé và lái xe, lại thêm một điểm cộng để người cao tuổi tin tưởng và yên tâm đi xe buýt. Rất là may mắn là ra cô những tháng nào phải đi viện. Thế nhưng cô đi ra sang đi tuyến này rất là tiện, nhân viên là nhiệt tình, tận đưa kiểu đỡ những người mà khuyết tật hay là những người già là họ cũng lấy và đỡ cho kiểu di chuyển vào nó dễ. Đối với những người cao tuổi và người khuyết tật, họ di chuyển lên và xuống xe rất là khó khăn, nên là chúng tôi cũng rất hiểu và thông cảm, sẽ luôn giúp đỡ, cố gắng giúp đỡ. Và những bạn học sinh thì sẽ lên xe sẽ nhường chỗ cho những người già. Người cao tuổi. Thưa quý vị, kể từ khi tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông đi vào vận hành, đã có nhiều tuyến xe buýt kế cận được khai thác với nhiệm vụ tăng cường khả năng kết nối, trung chuyển hành khách, giúp người dân di chuyển dễ dàng và thuận tiện. Tuyến xe buýt số 146 được đưa vào vận hành từ tháng 7 năm 2022 là loại xe cỡ nhỏ có lộ trình di chuyển từ Hào Nam, ga Cát Linh, đi qua nhiều tuyến phố chính và các tuyến phố cổ của Hà Nội. Đây là tuyến xe buýt có lộ trình vòng tròn nhằm giải tỏa hành khách đi tuyến đường sắt 2A về các cơ quan công sở, trường học trong nội đô, cũng như gom hành khách từ nhà đến ga Cát Linh để đi tuyến đường sắt 2A rất thuận tiện. Bên cạnh đó, tuyến xe buýt 146 còn đi qua nhiều địa danh, thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô. Tuyến 146 này nó có một cái đặc biệt là cái tuyến đi qua các cái lộ trình, nó đi qua các cái tuyến phố nhỏ và các cái địa điểm danh lam thắng cảnh của Hà Nội, như là Nhà hát lớn, Bờ Hồ, Hoàng Thành và khu bảo tàng quân sự, Lăng Bác, Hỏa Lò. Đấy là những cái điểm mà tham quan du lịch Hà Nội. Và đặc biệt là phục vụ cho các cán bộ công nhân viên
làm việc của các sở ban ngành làm việc trong phố cổ và cái khu liên cơ của Võ Trí Công. Có lợi thế là xe cỡ nhỏ, xe buýt số 146 có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt trong các tuyến phố nội đô. Sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, tuyến buýt đã thu hút nhiều hành khách và được đánh giá là có lộ trình phù hợp, phát huy hiệu quả của tuyến xe buýt mini. Trong thời gian vừa qua cũng nhận được một số cái phản ánh về đánh giá về cái tuyến 146. Thứ nhất là về cái tính linh hoạt, thứ hai là về cái kết nối. Thì tuyến 146 là tuyến vòng nên kết nối được rất nhiều tuyến, rất thuận tiện cho bà con nhân dân khi mà tiếp chuyển từ ga Cát Linh đi các tuyến khác trong mạng lưới cũng như ngược lại. Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình khai thác và vận hành, đơn vị quản lý tuyến xe buýt số 146 cũng gặp một số những khó khăn, nhất là đối với mật độ giao thông lớn như ở Hà Nội hiện nay. Khó khăn đó là những giờ cao điểm, hành khách lên là rất đông, nên là bọn em phải tập trung ổn định chỗ ngồi cho hành khách và kiểm soát vé để không bị sót vé. Tuyến 146 này thì đi vào các phố nhỏ, thế mà cái việc mà lấn chiếm các cái điểm đỗ xe ra vào đón trả khách ấy, hiện nay xe con và xe taxi là lấn chiếm rất nhiều, nên là cũng đề nghị là các cơ quan chức năng thành phố giải tỏa thường xuyên kiểm tra và xử lý những cái đối tượng vi phạm vào những cái điểm đón chờ xe buýt. Có thể thấy rằng để phát huy được hiệu quả của xe buýt hiện nay thì vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đối với đơn vị quản lý. Và để thu hút hành khách, tạo dựng được hình ảnh đẹp của vận tải hành khách công cộng trong mắt của người dân thủ đô, công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phương tiện luôn được quan tâm và được tập trung đầu tư nhiều hơn nữa. Chia sẻ về lý do lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày, nhiều người dân cho rằng bên cạnh những tiện ích của xe buýt như sạch sẽ, mát mẻ, thì thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của lái xe và nhân viên phục vụ hiện nay cũng là vấn đề luôn được hành khách quan tâm. Bất cứ những hành động đẹp nào của nhân viên bán vé, cử chỉ lời nói hay sự giúp đỡ của lái xe cũng đều để lại ấn tượng cho hành khách. Thái độ tích cực ấy sẽ lan tỏa và được mọi người tin tưởng, ngày càng yêu mến những người làm công tác vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Tôi thấy là nhân viên phục vụ thì nói chung là cũng rất là niềm nở với khách hàng. Không những một mình cá nhân tôi và tất cả hành khách trên xe thì cũng ăn nói cũng rất là nhẹ nhàng, điềm đạm. Và tôi có hỏi là tôi muốn di chuyển đến chỗ ví dụ như trung chuyển Long Biên thì nhân viên phục vụ thì cũng rất là nhiệt tình, giúp đỡ. Tôi thì sử dụng rất nhiều lần và cũng có nhiều lần là để quên đồ trên xe và được bán vé phụ xe, tức là trả lại. Cảm nhận rất là tin tưởng. Anh ơi, có một chị để quên túi sách ở trên xe 02081 ạ. Chị lên ở điểm bệnh viện tim ạ. Xuống ở đâu? Xuống ở công viên Nghĩa Đô ạ. Thế em điện cho điện thoại là lên nhóm ấy, thì khách liên hệ lại em bảo. Vâng ạ. Hồi đầu mới làm được nửa năm thì hồi đấy mình đi ca tối thì mình gặp một chú lái xe lớn tuổi, thì cũng nói ra bạn ấy chắc là bạn ấy mới lốt te mới mở này, sinh viên, thì bạn ấy đi bạn cầm hết cả tiền học tiền thủng cho bạn ấy quên. Thế hôm ấy mình phải ở bến là mình đợi đến 12 giờ đêm thì bạn mới qua lại bạn lấy. Để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang đến sự hài lòng cho mỗi hành khách khi di chuyển, công tác đào tạo, tập huấn nhân sự đối với nhân viên phụ xe, lái xe hiện nay đang được thực hiện hết sức nghiêm túc. Nhiều cuộc thi, phong trào thi đua được tổ chức nhằm tiếp thêm động lực cho những nhân viên ngày đêm miệt mài trên xe buýt. Chúng tôi đã tập trung lên kế hoạch để nhằm thu hút cái hành khách đi đến với cái vận tải khách công cộng. Cụ thể như là mở nhiều lớp đào tạo nhân viên và phục vụ và lái xe về đạo đức nghề nghiệp, về kỹ năng giao tiếp. Và đối với phương tiện thì chúng tôi tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, chăm sóc thường xuyên. Chúng tôi đang tổ chức những cái sự kiện, những cái cuộc thi là nhân viên phục vụ thân thiện với hành khách, lái xe giỏi, an toàn giao thông. Đây chính là một cái ghi nhận những cái sự nỗ lực của nhân viên bán vé cũng như của lái xe trong cái phục vụ nhân dân. Với những nỗ lực của đơn vị vận hành cũng như những lái xe, nhân viên phục vụ trên các tuyến xe buýt hiện nay, mong rằng người dân thủ đô sẽ ngày càng ủng hộ và sử dụng loại hình phương tiện công cộng này, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.